Xin mến chào bà con nông dân và các bạn. Chào mừng bà con nông dân và các bạn đã quay trở lại với kênh Giá Lúa Gạo Mới Nhất. Đây là nơi bà con nông dân và các bạn có thể tham khảo được giá cả lúa gạo mới nhất trên thị trường trong và ngoài nước. Lời đầu tiên, xin chúc cho bà con nông dân và các bạn được nhiều sức khỏe, vụ mùa bội thu, trúng mùa được giá. Nếu đây là lần đầu tiên đến với kênh, xin hãy nhấn vào nút đăng ký màu đỏ bên cạnh, nhấn vào cái chuông, chọn tất cả để không bỏ lỡ những video mới nhất mà chúng tôi đưa lên. Xin cảm ơn bà con. Thưa bà con, với mức giá tăng sốc trong thời gian gần đây của phân đạm ure, nông dân phải bán ít nhất 8 giả lúa chủng loại IR50404 mới đủ để mua một bao phân đạm loại 50kg. Báo giá của nhiều đại lý kinh doanh phân bón ở đồng bằng sông Cửu Long cho thấy phân đạm Cà Mau và Phú Mỹ hiện có giá 740.000 đến 780.000 đồng một bao 50kg, thậm chí 800.000 đồng một bao. Trong khi đó, phân đạm Ninh Bình có giá từ 730.000 đến 770.000 đồng một bao và phân đạm nhập khẩu của Trung Quốc có giá từ 720 đến 760.000 đồng một bao. Với mức giá như nêu ở trên, nếu so với thời điểm cách đây chỉ 3 tháng, hiện mỗi bao phân đạm 50kg ở đồng bằng sông Cửu Long đã tăng từ 200 đến 230.000 đồng một bao. Với tương quan giữa giá phân bón và lúa gạo như nêu ở trên, để mua được một bao phân đạm 50kg, nông dân phải bỏ ra ít nhất là 8 giả lúa, thậm chí lên đến gần 9 giả. Đây là một gánh nặng chi phí vô cùng lớn đối với người nông dân sản xuất lúa nói riêng và sản xuất nông nghiệp nói chung ở đồng bằng sông Cửu Long hiện nay. Thưa bà con, giá lúa gạo hôm nay tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long tiếp xu hướng tăng với các loại gạo nguyên liệu xuất khẩu, còn giá lúa ổn định. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo tiếp tục có phiên đi ngang. Tại An Giang, giá lúa hôm nay tiếp tục giữ giá hôm qua với lúa IR50404 tươi 4.500 đến 4.700 đồng 1kg. Lúa OM9582 tươi 4.800 đến 4.900 đồng 1kg. Đài Thơm 8 giá từ 5.700 đến 5.800 đồng 1kg. OM5451 có giá từ 5.100 đến 5.200 đồng 1kg. OM6976 ổn định ở mức 5.000 đến 5.200 đồng 1kg. OM18 giá 5.500 đến 5.600 đồng 1kg. Nàng Hoa 9 giá từ 6.000 đến 6.100 đồng 1kg. Lúa Nhật 7.500 đến 7.600 đồng 1kg. Với lúa khô, hiện nếp Long An đã hết, không còn giao dịch và chỉ chờ lúa thu đông. Các lúa khác cũng tiếp đà đi ngang gồm nếp vỏ khô 7.000 đồng 1kg, IR50404 khô 5.500 đồng 1kg, nàng nhang khô có giá từ 11.500 đến 12.000 đồng 1kg. Tại Kiên Giang, giá lúa tươi IR50404 được các thương nhân thu mua phổ biến ở mức 4.700 đến 4.800 đồng 1kg. OM5451 giao động ở mức 5.100 đến 5.200 đồng 1kg. Đài Thơm 8 giá từ 5.900 đến 6.000 đồng 1kg. OM18 ở mức 6.100 đến 6.200 đồng 1kg. Giặc Min 6.200 đến 6.300 đồng 1kg. Một thương nhân cho biết, mặc dù giá giao động như trên nhưng cũng có thể hỷ theo chất lượng lúa mà giá tăng 100 đồng hoặc giảm 100 đồng 1kg. Theo số liệu của Cục Trồng Trọt, tính đến ngày mùng 7 tháng 10 năm 2021, trong vụ hè thu, các tỉnh thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long đã xuống giống được 1,5 triệu hecta và đã thu hoạch dứt điểm với năng suất gần 5,6 tấn trên 1 hecta. Đối với vụ thu đông 2021, xuống giống được 695.000 hecta trên 700.000 hecta diện tích kế hoạch. Đã thu được 210.000 hecta với năng suất là 5,4 tấn trên 1 hecta. Với giá gạo hôm nay tăng mạnh từ 50 đến 200 đồng 1kg. Cụ thể gạo nguyên liệu IR504 tăng 100 đồng lên 8.200 đến 8.250 đồng 1kg. Gạo thành phẩm IR tăng 50 đến 150 đồng lên 9.250 đồng tới 9.300 đồng 1kg. Tấm loại 1 IR504 tăng 200 đồng lên 7.700 đến 7.800 đồng 1kg. Còn cám vàng tăng 200 đồng lên mức 7.600 đến 7.700 đồng 1kg. Trong khi đó, giá các loại gạo bán tại chợ lẻ xu hướng ổn định hơn. Gạo thường 10.500 đến 11.500 đồng 1kg. Gạo nàng nhang 20.000 đồng 1kg. Gạo thơm thái hạt dài 17.000 đến 18.000 đồng 1kg. Gạo hương lài 18.000 đồng 1kg. Gạo trắng thông dụng 15.000 đồng 1kg. Gạo sóc thường 13.500 đến 14.000 đồng 1kg. Gạo sóc Thái 18.000 đồng 1kg, thơm Đài Loan 20.000 đồng 1kg, gạo giặc Min 15 đến 16.000 đồng 1kg, nàng hoa 16.500 đồng 1kg, cám 8.000 đồng 1kg và gạo Nhật 20.000 đồng 1kg. Đối với gạo xuất khẩu liên tiếp giữ giá trong các phiên giao dịch gần đây ở mức cao gồm
gạo 5% tấm có giá từ 433 đến 437 USD trên 1 tấn, gạo 25% tấm có giá từ 403 đến 407 USD trên 1 tấn và gạo 100% tấm ở mức 338 đến 342 USD trên 1 tấn. Gạo giặt min có giá từ 583 đến 587 USD trên 1 tấn. Nhìn chung, tình hình đóng hàng xuất khẩu tại các cảng gần đây đã có cải thiện hơn. Số liệu từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho thấy, từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 7 tháng 10 năm 2021, có 9 tàu vào các cảng xếp hàng. Có 9 tàu vào các cảng xếp hàng với số lượng dự kiến 64.100 tấn gạo các loại, trong đó có 2 tàu cảng khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và 7 tàu cảng Mỹ Thới, An Giang. Thưa bà con, bản tin về giá cả lúa gạo hàng ngày của chúng tôi hôm nay đến đây tạm dừng. Bà con xem tin thấy hay thì xin hãy chia sẻ thông tin đến cho mọi người cùng xem. Chúc bà con luôn được mạnh khỏe, vụ mùa bội thu. Xin chào và hẹn gặp lại vào bản tin lần sau. Thank you.